một hoạt động giải trí chỉ có duy nhất ở Vũng Tàu. Tôi cá chắc là ở Việt Nam không có chỗ nào có. Đi Vũng Tàu nhưng mà chưa bao giờ xem đua chó. Hôm nay cùng tôi khám phá xem một buổi đi xem đua chó sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên đó là mình sẽ mua vé và giá vé vào cổng là 90 cành một người. Đây là sân vận động Lam Sơn và các tay đua của chúng ta là sẽ chạy hết cái vòng sân này. Điều đặc biệt đó là những vận động viên này không phải là người mà là những chú chó. Cái hình thức giải trí này là đã tồn tại được hơn 20 năm rồi á. Nhưng mà lần nào có dịp đi ngang á, tôi cũng thấy đông và nườm nượp khách hết trơn. Trong khu vực xem đua chó thì có bán đồ ăn thức uống đầy đủ luôn nha. Khi các bạn vào đây á, ngoài việc xem đua chó, mọi người có thể đặt cược cho chú chó mà mình yêu thích. Giá đặt cược tối thiểu là 20 cành và tối đa là 100 cành. À mà có nhiều loại đặt cược khác nhau lắm nên là mọi người có thể tham khảo thêm nha. Những chú chó ở đây á là đều được đào tạo bài bản. Thực ra những chú chó này không phải là đang đua xem ai chạy nhanh hơn mà chúng đang đuổi theo một con mồi, cố gắng hết sức chạy về phía trước. Một buổi như vậy á là sẽ có từ 10 đến 12 trận đấu diễn ra. Mỗi trận á thì diễn ra trong vòng từ 4 đến 5 phút. Tôi thấy mọi người xung quanh xem có vẻ rất là thích thú. Ngoài ra thì có màn hình như vậy để cho mọi người có thể dễ theo dõi. Khu vực khán đài thì cực kỳ rộng, mọi người có thể lựa chọn ngồi ngoài trời hoặc là ngồi ở trong nhà. Hiện tại là đua chó chỉ diễn ra vào tối thứ bảy hàng tuần và trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu từ khoảng 7 giờ nha. Nếu có dịp đến Vũng Tàu, mọi người nhớ trải nghiệm thử một lần nhé.